Tùng đang đi mua. Tùng ơi, anh ơi, mua Bi ơi, Bi ở nhà nấu cơm chứ không phải được đi theo rồi. Đâu. Ba Bi khỏi rồi, tôi phải đứng dậy. Ừ, sướng. Thanh Nguyễn ơi, lấy cái gì cho ba Bi cầm đi. Ồ, cái gì được nhỉ? Ôi, cái kéo to đừng. Tôi sẽ đi cắt tóc. Cắt tóc cho tôi nhé. Rồi, mặc em nhé. Chị, em. Mặc cái áo nào để che lại. Chị ơi, em vừa mua chút gà về này. Ba Bi khỏi ốm rồi. Ôi trời, áo đau quá. Mình sẽ làm biểu tượng cho ba Bi một chú búp bê. Anh ơi, đi tiếp nàng này. Rồi, nhìn ba Bi thế nào? Quá đẹp. Rồi, cho ba Bi lên giường đi, ba Bi hơi đau chân đấy. Đi ngủ thôi, đi ngủ rồi. Sao con đi lại bị lôi đầu qua ta? Em lắp lại cho anh với mặc váy đi. Đi ngủ thôi. Hai bố, trời ơi. Ba Bi ngủ rồi, còn thờ mắt. Mình đã thôi. Mình mới thật về đó. Rất là đi chích thịt biểu là Bi tê. Chào bạn. Chào bạn. Chưa? Mình khỏi rồi, mình có thể đi chơi được. Chúng ta ngồi xuống đây cho. Chúng ta ngồi đây nha. Con Nhi phải ngồi đây. Đây một người đang. Xin lỗi cậu ăn gì? Không, con bán chưa? Tớ no rồi. Chúng ta sẽ ăn kem nhé. Em nhìn Bi thế. Ôi quá. Đây là cái kiểu trượt cho ai đây được ta? Nó sẽ trượt, nó sẽ trượt. Ôi, cậu to quá rồi. View. Tớ ngồi đây, hôm nay tớ thích quá. Rồi. Thôi, chúng đã muộn rồi, chúng mình về ăn cơm đi. Chúng ta đi tắm thôi. Bye bye cậu. Thanh Nguyễn này. Chị để xuống đây. Cái gì mà lại cũng nhau quá nhỉ? Thôi. Mình đi mua cây hoa. Chị này. Hôm nay là. Để xuống đây. Đẹp. Wow, mình thích quá nhỉ. Đi tắm thôi, thay đồ nào. Bà quay đi xem mà. Thay bộ đi. Mẹ đi mà đi tắm. Mẹ em trời mưa rồi, mẹ ông đi rồi đúng không ạ? Thầy bái à? Thầy bái cho búp bê à? À, ba không được nhìn búp bê đang cởi chuồng. Thầy bái phải cởi chuồng chứ. Đây, làm đi. Cứ làm bình thường đi. Chị là anh thay đẹp đó. Mặc cho em về. Chị liền thay đi bác quay. Mình đứt có váy này. Lại có đứt váy. Mẹ đi quay đi. Chỉ có chị này mới đẩy được không? Hôm nay thầy bá cho em. Tinh tinh. Chị này nhìn này. Rách váy nha. Không, chị làm gì thôi mà. Nói lời già, nói đi. Nói
con làm cái gì? Trường. Trường Barbie đâu? Đẹp quá. Trường Barbie tê tê. Búp bê ngủ chạy rồi. Con ăn rồi chị. Xin chào, ông là ai tôi? Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta chơi kéo o đi. Kéo o là cái gì vậy cậu? Cái tay mặc bộ tay là Barbie này. Mình vẫn đi thay bộ khác. Cái bộ tự nhiên đang đứng này. Thật thật. Mình lại phải thay cái bộ này. Không phải chu cho tay mà thay này. Úi trời ngốc quá. Em có biểu diễn cho cái con nữa đi không? Để lên. Bọn mình có một đống búp bê mà chẳng biết biểu diễn. Cháu người búp bê lên này áo là một loài được. Xin chào mọi người. Búp thẹp mà kìa. Mô. Đây nè. Cho hai bạn đứng lại một chỗ đi cho nó đẹp nè. Nào. Đứng lại chỗ đàn đăng điểm nè. Không phải bàn đăng điểm đây. Không phải, đó là bàn thờ. À, thờ, thờ gì? Bàn đăng điểm đó mình nè. Bàn đăng điểm nó với hai gia bàn thờ đây. À, ngồi đây, em ngồi bên đây. Nhìn chú Tình để bên anh Nguyễn, ngồi thẳng đây đi. Thẳng đây. Đi đây. Ôi. Bố em ở bãi. Bố em ở bãi này. Chân búp bê đâu? Mất chân à? Lắp chân vào. Đây này. Mất bụng mới lắp mất chân. Rồi. Mặc áo búp bê mà. Không, một cục khác. Hai bạn hai vai khác nhau đi, giống nhau. Đó em. Đây là cái gì đây? Sa hoa là cái gì đây? Giường của búp bê à? Vâng. Các em nào bị ốm lên giường nào không? Lúc này em Barbie. Lúc này em Barbie vừa bị ốm một trận xong mới chừng. Khỏe. Mặc váy cho em đi. Mặc váy cho em là lời hai chú hú là. Đấy, phí hú thèm lại. Rách váy là phải khâu lại đó nha. Cái váy này bị hư rồi. Cho em ngồi với bạn đi, hai bạn ngồi với nhau. Chúng mình đi công ngồi tác. Ngồi hẳn lên chứ bẻ lưng ngồi hẳn lên. Hắn gãy đấy ba, con đi tìm. À, đó thôi. À, anh chỉ ngồi ở giữa thôi. Ngồi bàn trang điểm mà phải có cái ghế ngồi quay vào mặt bàn trang điểm mới đúng. Đây cái ghế đây. Ừ. Cái đồ chơi đâu rồi? Tí nó lấy ghế đồ chơi ra cho Barbie ngồi. Barbie phải ngồi trên giường rồi thì con đi ngồi. Không, Barbie ngồi trên giường cho cao. Chứ Barbie đây đang làm gì đây? Không, đó là bẫy. Ai mà dẫm? Ai mà dẫm một cái cần đó là đi ngồi lên mở hai cái con đi ra là rơi xuống rồi. Con làm bẫy đó. Chúng ta sẽ đi câu cá thôi. Barbie một lần lòi mông anh này. Nhìn sao anh này, quay sao Barbie cơ nè. Quay sao đâu. Barbie bị lòi mông rồi. Mình lại. Đây, mặc cái ni cho Barbie an toàn nè. An toàn. Nhưng Barbie... À, cái ni này còn rách mông hơn nữa. Trời, trời ơi, mình... À, cái ni không rách mông nữa. Nhưng mà mình rách mông. Cái nào chơi cho tụi...